ba đặc điểm của người rất bất hạnh, nhận biết để sớm sửa đổi. Một người bất hạnh thì cho dù cuộc sống có khởi đầu rất tốt, nhưng rồi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tinh thần sa sút, ý chí phấn đấu của bản thân sẽ dần dần bị mai một trong quá trình đó. Mất đi phương hướng và động lực tiến về phía trước, rất khó tạo ra sự đột phá. Trong cuộc sống, rất nhiều sự việc đều tồn tại quan hệ nhân quả. Vì sao có người luôn luôn có được may mắn? Là vì họ hiểu được cách sống. Còn những người bất hạnh hoặc kém may mắn là do đa phần không hiểu cách làm người. Họ thường có ba đặc trưng sau đây. 1. Năng lực thấp nhưng giỏi khoác lác. Khổng Tử có viết trong Luận Ngữ: "Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên." Nghĩa là dù cho bản thân có bao nhiêu tài năng thì bên cạnh chúng ta sẽ luôn có một người tài giỏi đáng để học hỏi hơn. Ngay cả Khổng Tử còn khiêm tốn như vậy, huống hồ gì là một người bình thường chúng ta. Tuy nhiên, có những người tài hèn học ít, bản thân không có tài cán gì cả. Ấy vậy mà thái độ lại vô cùng bất hảo, khoe khoang khắp nơi, không hề biết rằng bản thân đang làm trò hề trong mắt của người khác. Bằng cách ngốc nghếch này không những không tạo được ấn tượng tốt, trái lại sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Còn có một kiểu khoác lác cực kỳ khó chịu khác, là thích khoe khoang bản thân bằng việc giả vờ tự ti, nhưng trong thâm tâm thì thầm mong được sự ngưỡng mộ của người khác. Ví dụ, một chàng trai tự chế nhạo mình đang ăn kiêng quá nghiêm ngặt, nhưng thực tế thì anh ta lại muốn bạn biết rằng mình đang rất khỏe mạnh và sung sức. Một cô nàng tự chê mình là lười như hủi, nhưng điểm thi vẫn cao chót vót, thì cô ta đang muốn mọi người nghĩ rằng cô thật thông minh. Trong khi nhiều người nghĩ rằng việc giả vờ tự ti có thể che giấu được tính khoác lác của mình, thì trên thực tế mọi người lại nhìn thấy điều đó rất dễ dàng. Và điều này không chỉ khiến cho người nghe thấy bạn là kẻ thích khoe khoang, mà bạn còn đang cố tình đánh lừa họ nữa. Người như vậy thì mãi sẽ không thể giỏi giang và có thành tích lớn lao. Sự may mắn của sinh mệnh cũng dần dần biến mất. Sau một thời gian dài, tự nhiên sẽ trở thành người bất hạnh. Chỉ có người không ngừng cải thiện, nhìn lại bản thân, hiểu được sự khiêm tốn, lúc nào cũng học hỏi những người xung quanh mới có thể thật sự tiến bộ. Sinh mệnh mới có thể thăng hoa và cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. 2. Nghị lực thấp. Đối với một người mà nói, tinh thần rất quan trọng. Tệ hơn nữa là vì điều ấy mà trở nên mất ý chí vươn lên trong cuộc sống. Người thật sự may mắn là cho dù cuộc sống có chông gai thế nào đi nữa, họ cũng không bao giờ mất ý chí vì điều đó. Kiên trì đến khi có kết quả cuối cùng. Giống như câu nói, đợi vần mây rẽ, thấy trăng thanh. Một người bất hạnh thì cho dù cuộc sống có khởi đầu rất tốt, nhưng rồi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tinh thần sa sút, ý chí phấn đấu của bản thân sẽ dần dần bị mai một trong quá trình đó. Mất đi phương hướng và động lực tiến về phía trước, rất khó tạo ra sự đột phá. Rất nhiều người chỉ vì cuộc sống không như ý mà dần dần không còn muốn phấn đấu thêm. Loại người này rất khó đạt được một thành tựu lớn trong cuộc đời. Cuộc sống sẽ càng trở nên xám xịt. Cái gọi là sự may mắn cũng chỉ là một thỉnh cầu xa hoa. Muốn thoát khỏi cuộc sống chán nản, đột phá hoàn cảnh khó khăn, thì cần phải duy trì một trái tim tích cực hướng về phía trước, sống thiện, không ngừng nâng cao bản thân. Như vậy mới có hy vọng thay đổi tình trạng hiện tại, dần dần cải thiện được vận mệnh bản thân. 3. Coi thường người khác.
thái độ của một người đối xử với bạn bè và những người thân thiết bên cạnh cũng rất quan trọng. Người thật sự may mắn thì cho dù bản thân có đang trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không xem thường người khác, trái lại luôn tôn trọng và chia sẻ. Nếu là người bất hạnh thì ngôn từ cử chỉ luôn xem thường người khác. Ngay cả khi bản thân và đối phương đang trong cùng một hoàn cảnh như nhau, nhưng vẫn cảm thấy bản thân hơn người khác, thậm chí còn nhếch mép cười cợt đối phương. Thái độ này trong mắt người khác là cảm giác châm biếm, chó chê mèo lắm lòng. Người mà động một tí là xem thường người khác thì phẩm hạnh của họ nhất định chẳng cao thượng. Đạo đức kém cỏi như vậy thường là được nuôi dưỡng trong môi trường phức tạp. Loại người này nếu không được nuông chiều thì cuộc sống nhất định sẽ đủ chuyện khó khăn không như ý. Chỉ cần nhìn vào ngôn từ, cử chỉ của một người là biết được phẩm hạnh của họ như thế nào. Điều này không khó để nhận ra. Khi càng khiêm tốn, càng nhã nhặn thì bản thân người ấy sẽ càng điềm tĩnh. Nếu may mắn không đến tức thời thì một ngày nào đó, mẫu người ấy nhất định cũng sẽ được như câu khổ tận cam lai. 7 điều tôi hối tiếc vì đã không làm ở độ tuổi 20 đến 30. Chúng ta thường dành toàn bộ tiền lương cho những thứ mình không cần. Và chúng ta cũng nghĩ rằng bản thân mình còn nhiều thời gian để tiết kiệm, nên từ từ cũng được. Đó là sai lầm. 1. Tiết kiệm tiền càng sớm càng tốt. Các chuyên gia tài chính đã lưu ý rằng không tiết kiệm là một trong những sai lầm về tiền bạc lớn nhất của thế hệ Millennials. Theo một cuộc khảo sát gần đây, gần 60% người lớn thừa nhận rằng bỏ bê việc tiết kiệm là điều họ hối tiếc nhất. Ở những năm đầu của tuổi 20, ít ai nghĩ rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ già đi và nghỉ hưu. Chúng ta thường dành toàn bộ tiền lương cho những thứ mình không cần. Và chúng ta cũng nghĩ rằng bản thân mình còn nhiều thời gian để tiết kiệm, nên từ từ cũng được. 2. Ít thể hiện tiếng nói của mình trong công việc. Khi bị từ chối tăng lương, những chàng trai 20 không hỏi lại phải làm sao để được tăng lương. Khi không hài lòng gì đó ở nơi làm việc, các ông cũng thường chọn cách im lặng. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ nói với bản thân rằng bạn có thể không có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng bạn có quyền yêu cầu những gì bạn muốn và cần để tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong công việc của mình. 3. Không dành thời gian để bày tỏ tình cảm với những người xung quanh. Chúng ta đã quá tập trung vào sự nghiệp của mình ở những năm đầu của tuổi 20, đến nỗi không thể dành thời gian cho những người mình yêu thương và quan tâm nhất. Chúng ta tưởng mình còn nhiều thời gian với họ, nhưng không. Hãy bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình thường xuyên hơn, cho dù đó là bạn bè, người bạn đời, cha mẹ. 4. Ám ảnh về độ tuổi 30. Ở giai đoạn 20 đến 30, chúng ta đều nghĩ rằng đến năm 30, bản thân mình phải đạt được ở một vị trí nhất định. Đây là lời khuyên của tôi. Đừng lãng phí thời gian để ám ảnh về vị trí mà bạn nghĩ mình nên đạt được trong sự nghiệp của mình. Sống chậm lại, tận hưởng những trải nghiệm hiện tại và đón nhận những điều sẽ đến. Rồi bạn sẽ học hỏi được nhiều điều về bản thân và khám phá được điều mình thật sự muốn làm. 5. Không sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội. Có hai lý do. 1. Là bạn không dám bước lên bởi vì sợ bước ra khỏi vùng an toàn. 2. Là bạn có bản lĩnh đón nhận nhưng lại không có đủ năng lực để nhận nó. Vậy nên hãy luôn học hỏi, rèn luyện cả về kiến thức, kinh nghiệm và ý chí để
để không bỏ lỡ những cơ hội xung quanh mình. 6. Bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe mang lại một loại tự do và hạnh phúc mà rất ít người nhận ra, cho đến khi họ không còn nữa. Những người trẻ thường xem sức khỏe của mình là điều hiển nhiên. 7. Quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ. Bạn chỉ có thể kiểm soát những thứ bản thân mình tạo ra, những gì mình nói, cách mình cảm thấy và những gì mình nghĩ. Những thứ thuộc về người khác, các ông không thể mà cũng không cần thiết phải làm vậy. Bởi vì, suy cho cùng, mỗi người đều có một cuộc sống riêng và các ông nên tôn trọng sự khác biệt của chính mình, cũng như những người khác.